Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức bếp ăn tập thể tại các trường học bán trú là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết. Góp phần quan trọng vào việc quy động, duy trì sĩ số trẻ ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe cho trẻ về mọi mặt. Trường mẫu giáo Anh Đào có 7 nhóm lớp với 174 trẻ, nhận thức được tầm quan trọng hàng đầu, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể bán trú. Thời gian qua, ban giám hiệu nhà trường đã đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể của trẻ. Vì thế, các bữa ăn của trẻ đều bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng, đầy đủ chất cho trẻ bên cạnh đó nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tương đối đầy đủ cán bộ giáo viên đều được tập huấn các quy định kiến thức về an toàn thực phẩm khám sức khỏe định kỳ chú trọng xây dựng thực đơn hàng ngày hàng tuần cho trẻ cung cấp đầy đủ cân đối bốn nhóm chất dinh dưỡng trong ngày gồm đường bột béo đạm, vitamin và khoáng chất phù hợp theo từng độ tuổi. Nhà trường lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, chất lượng, nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết ngay từ đầu năm học. Hàng ngày khi tiếp nhận thực phẩm, đều ghi sổ có sự giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu, cán bộ y tế và nhân viên nhà bếp. Công tác kiểm thực và lưu mẫu được thực hiện một cách chặt chẽ đúng quy định. Người lưu có ký tên, dán niêm phong tại đơn vị về cái phần mà khi tổ chức giờ ăn cho trẻ thì giáo viên các lớp bán chú lao bằng ghế sắp xếp ngay ngắn và lao bằng nước lao diệt khuẩn và khi chia thức ăn cho trẻ thì giáo viên phải trước khi chia thì giáo viên phải rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch và phải đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ và đến giờ ăn thì trẻ thì đã được giáo viên rèn rửa tay trước khi ăn và sau khi trẻ ăn xong thì giáo viên cũng có chuẩn bị cái khăn ẩm để cho cháu lau miệng lau miệng để phòng ngừa hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể nhà trường luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trình độ kỹ năng nuôi dạy trẻ của các cô bảo mẫu phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên về đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể của trường có thể nói việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ tại trường bảo giáo anh đào đã dần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giúp trẻ có sức khỏe phát triển về thể chất và tinh thần góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày được nâng cao đảm bảo tốt sức khỏe và an toàn cho trẻ